nay bên mình sẽ giới thiệu cho anh em về một dòng máy rửa xe Coaston 100% lõi đồng. Cái dòng này nó ra được các nhà cầu Việt Nam mình đã được năm rồi anh em ha. Dòng này là mình bán rất là thấy chất lượng, hôm nay mình sẽ giới thiệu và hỗ trợ ưu đãi trong thời kỳ cuối năm này cho anh em dòng máy rửa xe Coaston. Hôm nay nó hiện tại nó đã ra cái dòng mới nhất hiện nay của Coaston, đó là dòng T1. Con này 2400W 100% lõi đồng anh em. Xem con máy nó có sự hợp hối như thế nào nha. Đây. Máy 100% lõi đồng thì con này đó sẽ nặng 1 kg nha anh em biết không? Cái xác không là 8 kg rồi anh em. 8 kg không là rất là nặng nha anh em. 2400W đã bảo được các cái nhu cầu cho anh em khi mà anh em được rửa nha. Đây, con này 2400. Thì áp lực của nó là 9 lít trên 1 phút nha anh em. Đó. Cấu hình bên trong của nó là rất là liền lạc nè, từ đầu đến cuối luôn, rất là gọn gàng. Đó. Và nó cũng rất là hợp hối. Phụ kiện kèm theo của con máy T1 này á là dây dài 15m, chúng lõi nhôm rất là lớn nha. Đặc biệt tặng kèm với nó là thanh nối bằng inox rất là chắc chắn luôn. Đó, các anh em mình có thể là đáp lại với nhau tạo thành một cái túng rất là dài để đảm bảo được cái công việc hàng ngày của anh em trong gia đình nha. Rồi, cái kèm theo của nó cũng là những kết nối và lõi lọc cho anh em nha. Mình biết luôn thì cái sản phẩm con máy Coaston này á, T1 này á, hiện tại đang được máy móc Nam mình bán ra thị trường giá chỉ 1.450.000 giao hàng về tận nơi cho anh em luôn nha. Đặc biệt dòng rửa xe Coaston này của hãng này á, nó được bảo hành từ 12 tháng và đặc biệt là hãng bảo hành, mình không bảo hành. Ok, nên anh em mình sẽ an tâm khi sử dụng nha. Các hãng nào mà nó dám cam kết bảo hành 12 tháng là những dòng sản phẩm rất là chất lượng nha anh em. Ok, rồi con này là con không chính áp, rất là dễ gọn nhẹ cho anh em mình đi di chuyển hoặc là sử dụng trong gia đình nha anh em. Rồi, anh em nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng máy rửa xe Coaston T1 2400W này 100% lõi đồng á, liên hệ với máy móc Việt Nam qua số điện thoại 0935154428 để được tư vấn và hỗ trợ giao hàng nha anh em. Cảm ơn anh em nha, giao hàng nơi miễn phí.